Chúa chính chức là hoan hỷ cõi lòng. Này tôi tớ của Ngài, học kỹ gẫm suy, ai trung thành gìn giữ hôm giam, ích lợi ngàn muôn. Dưới chân Chúa chính trực là hoan hỷ cõi lòng. Nào ai đã đo đường lầm lỗi của mình, khấn xin Ngài dù thương đã đau, lỗi con phạm chẳng hay. Dưới chân Chúa chính trực là hoan hỷ cõi lòng. Nguyện Ngài giữ con đừng lòng trí kiêu căng, sẽ không còn trọng tội vương vấn, sống vuông tròn luôn. Giữ dân Chúa chính trực là hoan hỷ cõi lòng. Các con lời